Xin chào thân ái và quyết thắng, trong trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với nick của bạn Đạt để mà tìm hiểu về một chú rồng với một câu hỏi, đó là các bạn có biết rằng chú rồng Hagrid nào là đặc biệt ngoại lệ trong tất cả những chú rồng Hagrid không nào? Thì có lẽ là các bạn cũng đã biết mình đang nhắc đến chú rồng Hagrid nào rồi phải không ạ? Đó là một chú rồng Hagrid rất đặc biệt và rất là ngộ nghĩnh luôn các bạn ạ. Bởi vì chú rồng Hagrid đó chúng ta chỉ có 3 hệ mà thôi. Và ở đây không phải chú rồng Hagrid nào khác mà chính là chú rồng Hagrid Raven Dragon. Chú rồng Hagrid 3 hệ duy nhất trong dàn của tất cả những chú rồng Hagrid. Và chú rồng này cũng là một chú rồng duy nhất mà chúng ta có một cái cách sở hữu khá là đặc biệt các bạn ạ. Chúng ta vừa không có trong cuộc đua Hagrid mà cũng vừa là không có trong sổ bát luôn nha các bạn. Cách để mà chúng ta siêu tập chú rồng này thì chỉ có cách là chúng ta sẽ summon bằng mảnh, rồi sau đó nói chung là từ mảnh từ rương đây các bạn ạ. Ok, thì chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng với Run City khám phá, đưa chúng ta khám phá đến chú rồng Hagrid nói chung là đặc biệt ngoại lệ này, có thể là độc lạ đấy các bạn ạ. Ok, và nhiều cái vấn đề xung quanh chú rồng này thì cũng sẽ cố gắng là khai thác trong video này luôn nha các bạn. Và thật may mắn vì không những là chúng ta đến với lại chú rồng Raven hay tạm dịch là quả đen độc lạ nha các bạn, mà ở nick bạn Đạt chúng ta còn có hẳn là 5 sao các bạn ạ. Chỉ tiếc là bạn Đạt của chúng ta thì chưa có gọi là nhiều trái cây để mà nâng cho những chú rồng lên level 70, tu vi tăng tiến đỉnh phong cũng như là rank cũng chưa lên nha. Nhưng không sao, cũng là một chú rồng Hagrid 5 sao và cũng là một chú rồng đặc biệt, nên chúng ta sẽ nói chung là cùng nhau tìm hiểu về chú rồng này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với lại lịch sử về những cuộc đua Hagrid nha các bạn. Thực ra nói như vậy thôi chứ mình cũng không có gọi là biết nhiều đâu các bạn ạ. Chúng ta chỉ biết là bấm vào chỗ gọi là Hagrid thì thấy được những chú rồng Hagrid đã từng xuất hiện từ rất là lâu đời rồi. Và đa phần các bạn biết những đặc điểm của những chú rồng Hagrid hồi xưa là gì không? Đó là những chú rồng Hagrid chúng ta sẽ có một cái sức mạnh rất là đáng gồm. Nói chung là sức mạnh của những chú rồng cách 11 nè. Đấy, có biểu tượng Hagrid nè. Đấy, và có hào quang nha các bạn. Cái đặc biệt ở đây mà mình đang muốn nhấn mạnh đến các bạn là hào quang Hagrid. Như chú rồng Hagrid này, chắc là chú rồng Hagrid đầu tiên đấy các bạn ạ. Thì cũng có là vần hào quang. Đến chú rồng này cũng có vần hào quang. Chú rồng này nói chung là mỗi vần hào quang thì gọi là mỗi cái aura đấy các bạn. Mỗi khác nhau, nhưng mà đặc điểm đa phần là Hagrid chúng ta sẽ có một cái vần hào quang. Và đa phần các bạn thấy những chú rồng Hagrid có một cái điều gì đấy mà nó khá là táo bạo phải không các bạn. Đấy, nó có một cái khí chất trời ơi rất là bất phàm phải không nào. Thì đến với cái việc mà có hào quang và khí chất bất phàm thì chú rồng gọi là Hagrid của chúng ta cũng có là biểu tượng Hagrid. Và ở đây thì mình xem là cũng là một chú rồng cát 11 các bạn ạ. Tuy nhiên chúng ta lại không có gọi là aura các bạn. Chúng ta không có hào quang Hagrid. Trời ơi, thấy lạ chưa các bạn? Thấy lạ chưa? Chú rồng này chúng ta, các bạn nhìn thấy bên dưới đó, có những cái vần gọi là năng lượng tỏa ra. Thì đó là do chúng ta nâng sao nha. Đó là vòng thể hiện cho việc là cái sức mạnh nâng sao thôi. Chứ không có cái aura của hào quang của Hagrid nha các bạn. Trời ơi, thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Đó mới gọi là mới độc lạ các bạn ạ. Ok, và chúng ta đến với lại những chú rồng Hagrid. Thì như các bạn đã thấy là cuộc đua Hagrid chúng ta đã trải dài qua rất là nhiều thời đại. Nói chung là thời đại nào thì chú rồng Hagrid của chúng ta cũng ít nhất là phải có 4 hệ các bạn ạ. Trong khi đó có một chú rồng Hagrid chúng ta có 2 hệ lặp lại. Đó là chú rồng 2 Tectonic nha các bạn. Đây, chú rồng trước chú rồng gọi là Raven này luôn. Thì chúng ta có 2 hệ đất lặp lại, nhưng về cơ bản chúng ta cũng gọi là có sự sắp xếp của 4 hệ các bạn ạ. Tại vì sao? Tại vì 2 hệ đất này á, ít ra là trong những cái môi trường hệ đất, các bạn nếu như được búp máu thì được búp tới 2 lần. Hay ít nhất là chú rồng này chúng ta có cái skill đặc biệt, có cái viên đá tham gia. Mà chính vì vậy nên đã biến chú rồng này trở thành một trong những chú rồng Hagrid gọi là đứng ở vị trí top cao nha các bạn. Đâu đó hiện tại thì có thể là đứng ở vị trí top 4 hoặc là top 5 nha. Nói chung rất là ok luôn.
Đấy. Còn với một chú rồng Hellrich nữa là chú rồng Hellrich này, High Commander, cũng là một chú rồng Hellrich đặc biệt khi mà chúng ta có skill đặc biệt. Nói chung hình như là chú rồng này chúng ta gọi là có sẵn skill đặc biệt rồi, không cần phải thêm điều kiện nha các bạn. Nhưng chú rồng này thì phải thêm điều kiện là phải có đá nha. Nếu bình thường chúng ta sẽ không thấy gọi là aura, nói chung là thấy cái biểu tượng của cái skill đặc biệt đâu các bạn ạ. Đấy, cho nên là khi những chú rồng mà trước đó đấy các bạn, chúng ta được ra mắt thì luôn có những cái yếu tố để nhận diện là như vậy. Thì đến một cái thời điểm mà nhiều bạn chúng ta phát hiện ra rằng có một chú rồng Hellrich không xuất hiện trong cuộc đua Hellrich các bạn ạ, mà vẫn là một chú rồng Hellrich được công nhận là một chú rồng Hellrich, nhưng chú rồng này cũng chỉ có là 3 hệ thôi các bạn ạ, và còn không có hào quang nữa. Ở đây mình đang nhắc đến đây là chú rồng Hellrich. Nói chung là trong những chú rồng Hellrich bình thường nha các bạn, là chú rồng duy nhất mà chúng ta không có cuộc đua Hellrich. Có thực sự là chú rồng này chúng ta gọi là có một cái vấn đề gì đấy xảy ra với anh chàng này mà ảnh lại không có cuộc đua Hellrich các bạn? Hay là ngày xưa ảnh tính ra là cũng đã có một cuộc Hellrich rồi, nhưng mà do lúc mà thiết kế xong rồi bình chọn rồi thấy ba hệ rồi nhiều bạn gọi là cộng đồng chúng ta gọi là vote dữ quá, cho nên là không ra trong cuộc đua Hellrich, nhưng lại được âm thầm là ra trong rương các bạn ạ. Đó là một cái giải thuyết mà mình gọi là được nghe đâu đó. Nói chung là mình nghe từ một số bạn chúng ta, đó là một cái giả thuyết nha. Giống như là chú rồng này ngày xưa được thiết kế, được công bố. Ôi, trời ơi, các bạn, hình như là mình thấy một cái hào quang mà màu tím tím. Các bạn xem lại nè, đó đó đó, hào quang màu tím tím. Đấy đấy đấy, hào quang biến mất rồi nè. Trời ơi, có thể là chú rồng Hellrich này trong người vẫn ẩn giấu cái hào quang của mình. Tuy nhiên là do chúng ta chỉ có 3 hệ cho nên là chưa đủ điều kiện và cũng không có cuộc đua Hellrich để mà chú rồng này có thể là toát ra cái hào quang ra bên ngoài nha các bạn. Ủa sao nhìn chú rồng này ở dạng baby khá là giống. Ôi, Relong something các bạn ạ. Trời ơi, sao gọi là chúng ta gọi là đang hay là skin baby có vẻ là ngày xưa quá cho nên là không cho chúng ta gọi là xem skin baby nữa rồi. Ok, chúng ta sẽ gọi là quay trở lại nha các bạn. Khi nãy thì mình vào, mình cũng gọi là vào cái khung giờ này chúng ta rất là khó để mà vào các bạn, cho nên mình cũng phải là sử dụng fast IP nha các bạn. Và mình nói chung là fast và vào được rồi. Đây thì mới bị relump something xong, không biết là có. Ôi, may quá. Ui rồi ôi. Nhiều bạn thì chúng ta fast IP mà cũng không có vào được, thì nói chung chúng ta kiên trì đổi sang những cái gọi là IP khác, hoặc là các bạn nên sử dụng gọi là ứng dụng Kimqui VPN nha các bạn. Và đặc biệt thì trong những cái trường hợp này chúng ta gọi là nên có mạng 4G nha. Các bạn có thể là tắt Wi-Fi rồi chuyển qua mạng 4G, rồi tắt 4G chuyển qua Wi-Fi, rồi kết hợp với lại gọi là Fast IP và kết hợp với nhiều cái chiêu thức cũng đã gọi là được hướng dẫn trong gọi là sự liệu lỗi gọi là 69% khắc phục lỗi 69% nha các bạn. Ok, chúng ta đã quay trở lại với chú rồng nhân vật chính gọi là ngày hôm nay, đó là chú rồng Raven nha các bạn. Thì chú rồng này là chúng ta có một cái đấy các bạn, không cho là chuyển sang gọi là dạng baby rồi, dạng trẻ trẻ thì nói chung giống y chang nhưng mà nhỏ hơn tí xíu các bạn ạ. Nói chung vẫn có là ba dạng. Chú rồng này thì ngoại hình thì giống như là một cho chú chó sói không các bạn, có đôi cánh là quả đen này, nói chung là cái màu sắc và đặc biệt là cái viên đá, nói chung là các bạn thấy quen quen không, giống như là hóa thân của một nhân vật ở trong Rock City, một cô gái mà tím tím đấy các bạn, cũng có cái vòng tím tím này, không lẽ đây là thú cưỡi của cô ấy hay là một dạng biến thân. Nói chung là chú rồng này ắt hẳn là sẽ có liên quan đến cô gái tím tím đấy các bạn ạ. Các bạn có nghĩ như vậy không? Đấy, còn lại thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại sức mạnh của chú rồng Raven nha các bạn. Nói chung chú rồng này ta sẽ có những cái điểm đặc biệt như sau. Đầu tiên là chú rồng này là một chú rồng Hellrich nhưng chỉ có là 3 hệ. Và đây là chú rồng Hellrich duy nhất có 3 hệ luôn nha các bạn. Thứ hai, đây là một chú rồng Hellrich nhưng không có vần hào quang. Đấy, không có vần hào quang gọi là aura nha. Một số những chú rồng Hellrich khác thì cái vần hào quang nó mờ mờ nhưng nó vẫn có nha các bạn. Và thứ ba, đây là chú rồng Hellrich chúng ta gọi là không có trong cuộc đua cũng như là không có trong bát nha các bạn. Chúng ta sẽ sở hữu chú rồng Hellrich này thì nói chung là trong những cái rương mà có mảnh đấy các bạn ạ. Và thực ra thì ở Nick series của mình nhớ đâu đó là chúng ta cũng thu gom một cái số lượng mảnh nó cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà hình như là mình quên để ý đến chú rồng này. Mà không sao đâu các bạn ạ. Giờ chúng ta cũng có gọi là video về chú rồng này rồi mà còn tới hẳn là 5 sao.
Đấy, và bộ skill của chú rồng này sẽ gồm là hệ bóng tối. Và hành gì là Raven quả đen các bạn ạ, phải có hệ bóng tối đầu tiên thôi. Và đấu sĩ, đấu sĩ thì chắc là gọi là một chiến thú các bạn ạ, chiến đội bách thú. Và hệ lai gạch chắc là do có màu tím. Rồi ok, nếu như mà thêm một hệ cho chú rồng này, để chú rồng này có 4 hệ, thì các bạn sẽ chọn hệ nào để phù hợp với ngoại hình của chú rồng này? Thôi ôi, đố các bạn gọi là chúng ta đoán ra được hệ nào thì kiểu như là chú rồng này sẽ trở thành một chú rồng Helric bình thường và có gọi là hào quang aura, rồi có những cái cuộc đua riêng của mình. Trời ơi, các bạn chịu thua rồi gì? Thì nói chung á, là có thể là chúng ta sẽ không thể cho một cái hệ nào đó hợp lý vào chú rồng này được. Nếu mà để gọi là hệ ánh sáng đấy các bạn, thì có đôi mắt ánh sáng. Nhưng mà do chú rồng này là quả đen mà thêm ánh sáng vào thì nó hơi bị cấn các bạn ạ. Tuy nhiên thì mình mới nhìn qua bằng cái kinh nghiệm của mình thì mình đã thêm được cho chú rồng này một hệ nữa. Đó là hệ gió các bạn ạ. Bởi vì chú rồng này có gọi là đôi cánh, cái phần đôi cánh với lại cái phần ở bên phía dưới giống như những chiếc lá đấy các bạn. Thì nó khá là giống như là những cái kiểu như là đón gió đấy các bạn, cho nên là hệ gió vào là hợp lý luôn. Thì nói là như vậy, nhưng mà hình như là hồi mà chú rồng này ra mắt đấy các bạn chưa có hệ gió. Thì trách ai bây giờ các bạn ạ. Thì gọi là chú rồng này hồi đó hơi hơi đen tí xíu thôi. Nhưng cũng chính vì như vậy nha các bạn, cũng chính vì như vậy cho nên là wow, hồi đó là cũng đang có chú rồng này lên hệ gió nè. Có hệ gió chứ nhỉ, xem mình xem lại. Ồ, có rồi, trời ơi, là hồi đó là có hệ gió rồi các bạn ạ. Mà kiểu như là chú rồng này không được đón gió, vì chú rồng hệ gió đầu tiên là chú rồng 2 Ethereal, thì nói chung là đang đặc biệt các bạn ạ. Ồ, đen thôi, đỏ quên đi các bạn. Đấy, nhưng mà cũng chính vì điều này đã khiến cho chú rồng Helric này trở thành chú rồng gọi là vô cùng đặc biệt, độc lạ nha các bạn. Là độc lạ hơn tất cả những chú rồng gọi là Helric còn lại, khi mà chúng ta có quá là nhiều điểm khác biệt phải không nào? Nếu như nha, mà cho mình chọn giữa một chú rồng Helric thông thường với một chú rồng Helric gọi là Raven này, trong cái điều kiện là chúng ta cũng không có gọi là thiếu thốn gì, thì tất nhiên là giá trị của chú rồng Raven sẽ gọi là cao hơn nha. Tại vì chú rồng này độc lạ, nói chung là kiểu như là bên chỗ những chú rồng gọi là cấp R đấy các bạn, có chú rồng là siêu hiếm, siêu VIP, kiểu như là siêu độc lạ đấy, thì bên gọi là Helric cũng có một chú rồng độc lạ tương tự, thì đó sẽ là chú rồng Raven này nha các bạn. Ok, và chúng ta có 5 sao thì nói chung là lượng máu và lượng đam cũng lên là 137 và 25 rồi. Hình như bạn Đạt chúng ta gắn thêm gọi là bơm máu nè. Không biết bạn Đạt gắn thêm bơm máu cho chú rồng này làm gì, nhưng có lẽ là bạn Đạt cảm thấy cái sự độc lạ chú rồng này hẳn là nói chung là sẽ trở thành một cơn sốt hay gì đấy, nên bạn Đạt đặt thêm gọi là bơ máu vào đây, trong khi cũng có khá khá là những chú rồng cần thiết bơ máu đấy. Ok, và khi mà trend skill lên nha các bạn, đây mình gọi là các bạn chúng ta gọi đang mong chờ là tự nhiên trend skill lên có đâu đó thêm một hệ băng hay là hệ gì đó chúng ta thấm vào phải không các bạn? Không đâu các bạn ạ, chú rồng này gọi là ba hệ là ba hệ. Tuy nhiên thì ba hệ của chú rồng này các bạn nhìn qua đều là những chiêu thức vô cùng là mạnh mẽ, được cộng luôn nha các bạn. Đặc biệt là Legend Spell cộng sẽ mang đến cho chú rồng này một cái skill dam 2k6. Và đặc biệt là có Warforged cộng nè, với lại là Dream cộng nè. Một cái đòn đánh rất là quen thuộc với chúng ta có lẽ là đòn đánh thanh kiếm chém này. Thôi rồi, phun ra gọi là ngọn lửa bóng tối nha các bạn. Ốp, nếu mà phun ra ngọn lửa bóng tối thì cho hệ lửa vào là hợp lý luôn. Trời ơi, ngọn lửa bóng tối. Ui rồi rồi, thôi kệ đi các bạn. Nhờ vậy mà chú rồng này lại trở nên đặc biệt nhất các bạn. Ok, và nếu như bằng một cách nào đó mà chúng ta thêm vào một hệ được cho chú rồng gọi là Raven và có hào quang nhân vật chính của Helric hay là có cuộc đua, thì chú rồng Raven chúng ta sẽ gọi là mất đi một cái giá trị sưu tập các bạn ạ. Cũng giống như những chú rồng gọi là bình thường khác. Còn bây giờ thì ít ra chú rồng gọi là Raven chúng ta cũng là một chú rồng gọi là độc lạ và có được cái một cái điều mà nói chung là giá trị sưu tập cao nha. Cho nên gọi là mình vẫn ủng hộ việc là chú rồng Raven giống như hiện tại nha các bạn. Ok, và một điều nữa mà các bạn cần lưu ý là với bộ skill của chú rồng Raven này, mặc dù chúng ta có 3 hệ nhưng 3 hệ chúng ta đều là những skill chiêu thức mà được cộng với lại là có Legend Spell cộng này.
Đấy, thì chưa chắc chú rồng này đã là chú rồng Hagrid yếu nhất đâu nha các bạn. Trong những chú rồng Hagrid thì có thể chúng ta sẽ gọi là ngang bằng hoặc trên cơ một vài chú rồng nào đấy mà không có nhiều skill đam cao, hay là bộ hệ của chú rồng đấy không ổn. Cho nên là chúng ta đừng có nhận định chú rồng gọi là Raven này có ba hệ thì là chú rồng Hagrid yếu nhất các bạn. Không 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 có chuyện đó đâu các bạn ạ. Ok, thì nói chung là giờ cũng giúp cho chú rồng Raven chúng ta gọi là nâng tầm giá trị lên. Mà đánh được nha các bạn, không phải là chú rồng Hagrid Raven chỉ gọi là để sưu tập không được thôi đó các bạn. Chúng ta vẫn có thể đánh vì là một chú rồng cấp 11 và cũng có đam skill gọi là cao. Cho nên là vẫn có thể là tham gia những trận chiến rất là tốt nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ là tham gia những trận chiến cùng với chú rồng Raven luôn. Ta lại có những cái quest đây các bạn ạ. Đây, thì ngày hôm qua là đang test cho những chú rồng này. Chung thì giờ chúng ta lại có gọi là nhân vật chính là Raven rồi. Ok, với cái sức mạnh, máu chúng ta rất là nhiều. Đấy, đam chúng ta cũng mạnh nữa nha các bạn, xem đây. Ôi, skill legend mà gió gọi là legendary win khi mà chưa có trend lên, đúng đam khá là thảm luôn các bạn ạ. Có 550k, thấp nhất luôn. Vậy mà skill này khi mà trend lên lại là skill đam cao nhất. Quá ghê gớm phải không các bạn? Đam chúng ta rất là cao nha. Rất là ok luôn nha. Mình sẽ chơi skill gọi là war thử. Đây là chưa trend lên nha các bạn. Xem đây, 44k đấy, các bạn thấy gì chưa? Và nếu như mình đánh thêm một phát nữa là mình sẽ gọi là, nói chung là mắc phải sai lầm ngày hôm qua, nên mình sẽ mình sẽ thoát ra nhanh nha. Đấy, chú rồng gọi là Raven của chúng ta cũng đã lên được là này rồi các bạn nè, lên được một cái mức rank rồi. Quá tuyệt vời phải không nào? Hào quang gọi là màu tím, liên quan đến cô gái tím tím các bạn nè. Mà cô gái tím tím thì có sức mạnh dường như là không được chính thống lắm các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ gọi là tới với cái ải quét tiếp theo. Trước cái ải quét này thì có lẽ chúng ta sẽ để cho Raven ta đỡ máu. Ok, chúng ta sẽ gọi là cho chú rồng này ra test lại xem. Ngày hôm qua gọi là có một cái ý kiến của nhiều bạn cho rằng là những chú rồng này thì sẽ gọi là tính cái phần trăm gọi là đam cộng thêm ấy, không phải là phần trăm máu đã mất, mà là số lượng máu gọi là kiểu như là còn lại nha các bạn. Kiểu như là máu còn lại càng thấp càng ít thì cái lượng đam lên nó sẽ là càng cao, chứ không phải là tính theo phần trăm máu nha. Mình nghe thì có vẻ khá là hợp lý các bạn nhá. Rồi, có 6k này các bạn ạ. Giờ thì lên thôi. Thần trưởng nè, 258 là đang còn 6k máu đấy các bạn ạ. Ui dồi ôi. Ok, như chú rồng này thì kiểu phần trăm máu thì thấp nhưng mà lượng máu còn vẫn là cao nha. Lúc này là 6k máu không? Là 258%. Ok, bây giờ là chú rồng gọi là Raven nè. Sử dụng một cái nào. Trời ơi, chúng ta gọi là đánh một phát rồi thoát ra nhanh thôi các bạn ạ. Ok, mình sẽ gọi là tiếp tục với cái gọi là pha thử nghiệm lần này. Xem chú rồng gọi là ngày hôm qua chúng ta có phát huy được uy lực không nha các bạn. Raven chúng ta cũng rất là vui vẻ chia sẻ cái cơ hội để mà test lại cho chú rồng này phải không các bạn. Ui, rồi đánh gọi là làm sao đấy mà mình còn vài giọt máu thì phải nói là đam cực kỳ sướng luôn nha các bạn. Ui, thêm phát nữa là ngon ngay sư luôn nào. Nào nào anh bạn ơi, anh bạn nha. Trời ơi, anh bạn nha. Rồi ok, còn gọi là 2475 ca máu nha. Xem lên bao nhiêu đây. 499, ok. Ngon lành các bạn nha. 400 gọi là 99 đấy. Ok, bây giờ tiếp tục là Raven vẫn gọi là xuất phát cuối các bạn. Đấy, rồi thoát ra. Đấy, ta đánh rất là kỹ thuật luôn nha các bạn. Bây giờ thì khác với ngày hôm qua là có lẽ chúng ta gọi là đem chú rồng, nói chung là chú rồng này vào trong đây thì hơi là quá sức. Nhưng bây giờ sẽ là đem chú rồng Raven vào. Nằm ở vị trí này nha. Hy vọng là vẫn sẽ có những cái trận đánh là hoành tráng được các bạn ạ. Xem lại có hoành tráng được không. Lên đi nào anh bạn. Thôi ơi, hãy nước thôi xong rồi. Chú rồng Raven hãy ra tay đi nào. Với sức mạnh quả đen, nhưng mà có lẽ bạn Đạt chúng ta cần thời gian để mà train skill, hay là bạn Đạt trời ơi bị khắc chế rồi, đang gọi là có một cái gọi là tính toán gì đấy để cho chú rồng Raven chúng ta lại có thêm một cái hệ nào đấy hay một cái skill đặc biệt nào đấy vào mà mình cũng không biết các bạn ạ. Nói chung là nếu là nick bạn nào chứ nick bạn Đạt là những cái điều ảo ma Canada là vẫn có thể xảy ra nha các bạn, cho nên là chúng ta nhiều khi là sẽ gọi là cẩn trọng đấy. Ui, còn 21k máu thì lượng máu quá là nhiều các bạn ạ. Còn chúng ta sẽ gọi là xử lý chú rồng bên kia luôn. Đấy, để cho rồng này đam một phát nào.
Hồi sinh lên là 9k máu là vẫn là một cái lượng máu nhiều nha. Đấy, bây giờ đến lúc là chú rồng Raven. Cơn gió gọi là Legend như các bạn, đánh vẫn là 40 mấy k không yếu đâu. Năm sau rồi mà, chỉ cần gọi là nâng level lên level 70 cộng với là tăng tiến rank đỉnh phong thì cái sức mạnh của cái lượng máu và lại cái lượng đam thì cũng là của một chú rồng Helric toàn thịnh đấy các bạn ạ. Và gắn thêm bơm máu nữa thì còn nhiều hơn cả so với lại là chú rồng Helric thời gian gọi là anomaly của mình luôn đó các bạn ạ. Đấy là đến với chú rồng này nè, gọi là xem chú rồng này xem gọi là có đúng mình, nói chung là mình test test sương sương thôi. 46k, ok nào, còn 13k, vẫn lượng máu vẫn khá là nhiều các bạn ạ. Thôi để chú rồng gọi là Raven chúng ta gọi là ăn được rồi các bạn ạ. Hào quang nhân vật chính cào cấu xé nè, rồi bên đây là chú rồng ngọc, nói chung là Blood đi. Ủa, sao mà chúng ta bị khắc chế nhiều quá vậy, bóng tối đây là hơi bóng tối với các bạn. Lần nữa chúng ta sử dụng là hơi bóng tối nè. Rồi xong chú rồng này chắc là skill skill ở xong mình sử dụng bóng tối vậy. Chắc là do đang gọi là mắc kẹt chú rồng này nên không sử dụng skill bóng tối. Giờ thì sử dụng skill bóng tối đi. Không không không. Không các bạn ạ, không sử dụng skill bóng tối 9k. Thôi rồi, ta gọi là tạm thời buông tha các bạn ạ, buông tha cho chú rồng này. Không được rồi. Để chú rồng là này ra các bạn ạ. Ánh sáng của đảng nè. Hay quá, chừa lại một miếng rồi xong. Rồi, Raven, hay quá. Chú rồng gọi là Raven chúng ta có hệ bóng tối miễn nhiễm các bạn. Trời ơi, quá tuyệt vời. Lần nữa là chú rồng kia là bay màu rồi. Còn đâu nữa? Đúng là Blood God. Khá là ghê đấy các bạn nha, phải không để cho chú rồng của chúng ta được toại nguyện. Ghê vậy, mới ghê đó chứ. Vậy tính ra là những chú rồng nào mà có cái lượng máu gọi là cao mà khó canh xuống như là chú rồng này thì khó để phát huy cái skill của mình phải không các bạn? Gọi là test lại xem sao. 3k6 nè, 27. Thôi để cho rồng Raven ăn đi, nhân vật chính mà cứ gọi là thấy người ta không có hào quang là cứ tranh giành các bạn ạ. Cứ tranh giành vị trí để âu ra nhân vật chính. Không sao, tại vì đây chúng ta mới đặc biệt các bạn. Mặc dù khá là lu mờ nhưng mà được một cái là vẫn, nói chung là nhiều bạn nó vẫn gọi là yêu mến nhé, nhiều bạn chúng ta vẫn thích là một chú rồng có gọi là cái hào quang mà nó mờ mờ nhạt nhạt, nó hiếm độc lạ. Sao vẫn là 9k nhỉ, không xuống được các bạn nhỉ, xuống làm gì để rồi lại lên lên làm gì, đó là phải xuống. Ok, sử dụng skill legendary nè và đối đầu với chú rồng TT bên kia thì ôi da, tưởng mình thua chắc 85k chơi luôn. Sao lại không chơi? Trời ơi, đó là hào quang nhân vật chính đấy các bạn ạ. Tưởng tao không có chứ gì. Chúng ta gọi vẫn là có mà không xài đấy các bạn ạ. Ok, với một cái trận đấu tiếp theo thì lần này là gặp đối thủ rồi. Nhưng mà đúng là có skill khắc chế luôn. Bay màu luôn, vui luôn. Đến lượt chú rồng này lại gọi là tung ra những đòn đánh vô cùng là hiểm hóc nha các bạn. Một lòng mình sử dụng chú rồng này cũng là 4 sao và 5 sao, và cái lượng nói chung là giờ hiện tại là ngang nhau rồi, cái lượng rank này ngang nhau. Nhưng mà một chú rồng vẫn là có được cái sự gọi là lượng máu nhiều hơn. Đấy, do là Helric mà. Ui, vẫn là 9k. Ơ kìa. Sao mà cứ 9k hoài thế nhỉ? Chú rồng bên kia giảm cái lượng máu xuống các bạn ạ. Tại vì chú rồng này mà kiểu mà gặp chú rồng yếu để mà đánh máu chúng ta xuống á thì chúng ta lại đánh mạnh quá khiến cho chú rồng yếu là không gọi là đỡ nổi, mà gặp chú rồng gọi là mạnh thì ta lại không có dễ cách được, nó kỳ vậy đó các bạn ạ. 186% đam. Ôi rồi ôi, thôi được rồi, đến lúc cho chú rồng gọi là commit detonation ra sân rồi các bạn ạ. Ok, và hồi lên được một miếng máu nè, bây giờ thì để cho chú rồng Raven chúng ta gọi là ăn là hợp lý rồi. Đấy, nói gì nói chúng ta cứ gọi là thêm vào điểm đi các bạn ạ. Và có lẽ là trong gọi là video lần này thì chúng ta không có gọi là báo game hay là báo trái cây, nói chung là báo gì rồi các bạn ạ. Chúng ta chỉ đơn giản là vào review rồi có được cái thấy được cái sự đặc biệt của chú rồng này phải không nào. Rồi, mình đánh rồng kia là còn 4k máu mà không hiểu sao mấy chú rồng kia đánh rồng mình cứ lần nào còn lượng máu thấp nhất cũng còn 9k. Không hiểu các bạn ạ.
lần này là mình tắt lần cuối nha, kiểu như là lần cuối xong video luôn này luôn đấy. Ok. Ôi video sau tap tiếp. Ôi ok, mình phải tìm cho ra ngô ra khoai các bạn ạ. Đấy, nó không được các bạn ạ, nó không được. Mình không hiểu sao mà nó không được, không thể giữ được. Phải cứ 9k là 9k, không lẽ là do bạn đạt chúng ta gọi là để 9% gọi là bơ phần hoàng hồi sinh vào, cho nên là chú rồng này gọi là tức quá nên kiểu mà cho bỏ gác đấy các bạn. Ôi ôi, sau là chúng ta gọi là nên rút kinh nghiệm nhiều hơn từ cái vấn đề này. Không sao, 9k thì 9k. 197% đam. Ok, rồi. Đấy, ta gọi là đánh tới đây thôi nha. Rồi còn ở trong đây là Run Arena, hình như là bạn Đạt leo rất là nhanh các bạn ạ. Qua có thấy là Run này đâu. Ui dồi ôi, có đánh được, có lấy được chú rồng gọi là Raven ra luôn. Nhưng mà không có tách chú rồng kia nữa nha. Mình đã nói là lần cuối trong video này rồi. Nói chung là có lẽ là chúng ta gọi là review sương sương thôi. Review tới đây thôi nha các bạn. Chúng ta sẽ đánh một trận rồi. Kết thúc trận này chúng ta sẽ gọi là tạm thời nghỉ ngơi nha các bạn. Vì chúng ta không có chú rồng kia là... lấy thần đèn ra đi, thần đèn đi với lại chú rồng kia là hợp lý rồi, đánh luôn. Này nhiều khi đánh thua đấy các bạn ạ. Xem nào, thần đèn là không, thần đèn nó phải như bậc chính đâu. Xem nào, Raven rồi. Ok, với một cái đòn đánh hệ gió này, cái gì vậy, what, như bậc chính rồi, đối xử kỳ vậy, không xong rồi, kêu lại thần đèn ra các bạn ạ. Ô rồng này rảnh thiệt chứ. Đuổi thần đèn người ta vô cho cái gì vậy. Ui dồi ôi, đuổi thằng đèn người ta vô cho cố rồi, gọi là lấy thằng đèn ra lại các bạn ạ. Ok, vậy thì đến mình lấy chú rồng này ra. Chú rồng gọi là Nai hay là chú rồng Hiêu gì nè. Trời ơi, ông già Nolan các bạn ạ. Là chú tuần lộc. Hay quá, chú rồng kia không block rồi. Không ngờ là đáng lẽ ra hào quang nhân vật chính mà để hai chú rồng thần đèn rồi gọi là chú rồng tuần lộc của ông già Noel là chiếm hết spotlight các bạn ạ. Phải là đến chúng ta, sức mạnh hào quang nhân vật chính, aura gọi là ghê gớm. Đấy, rồi, hết ghê gớm luôn các bạn. Hết ghê gớm luôn, thôi xong, lần này là báo rồi. Thì có sao đâu, mình, trời ơi. Ôi trời ơi, mình nói rồi, mới vào trận mình nói là trận này gọi là có khả năng thua rồi. Trời ơi, chứ rồi này mạnh gì, ai mà chưa lấy. Nói chung mình cũng tính đánh xong trận này là nghỉ rồi nên không có sao đâu các bạn ạ. Không sao đâu, cùng lắm thì gọi là ui da lắm thì ta đợi gọi là một cái khoảng thời gian rồi vô đánh lại thôi. Đang có nhiệm vụ arena thôi mà, có sao đâu. Trời ơi, sơ kiếp 16 game, trời ơi. Ở đây thì bạn Đạt vẫn còn chú rồng gọi là rìu ghẻ. Cái gì trời, tiều phu trẻ củi khủng long với lại là chú rồng này nha, không sao hết nha. Vẫn đánh được nha, vẫn chọn đội hình yếu yếu rồi đánh là vẫn làm điểm bình thường nha các bạn. Không có báo gì hết nha. Mấy bạn chúng ta gọi là cứ đồn thổi rồi anh Quân gọi là báo lắm mọi người rồi, kiểu mọi người đừng cho anh Quân bận nít nha. Đó là sai lầm các bạn ạ. Đấy, rồi mình toàn để cho gọi là tỏa sáng giống như là trong cá con đấy, chú rồng gọi là Kama tỏa sáng quá trời luôn. Đấy, ok, và video của mình đến là hết rồi. Gặp lại các bạn trong những gọi là video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa chốt lại, chú rồng Raven là chú rồng Helric gọi là đặc biệt, ngoại lệ, độc lạ. Ok nha. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đấy.